tên Hùng, năm nay con 13, con học lớp 2. Ba mẹ con đâu? Dạ ba mẹ con ly hôn, bỏ hai anh em con rồi. Rồi, còn con? Con tên là Lê Quang Kha, hôm nay con 14 tuổi. Ừ. Rồi mà ba con mất, mẹ con đi bỏ tụi con. Ừ. 2 3 4 5. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Và sau cũng thời gian khá là dài khi mà Bùi Hồ chia sẻ thước phim về hoàn cảnh của 8 bà cháu sống trong một cái ngôi nhà. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng nghe tin được rằng là các bà cháu cũng đã đi bán vé số. Cuộc sống cũng đã thay đổi rất là nhiều so với trước đây. Bé Kha cũng không còn đi xin cơm ở bệnh viện để mà cho cả gia đình có miếng ăn. Ngày hôm nay thì gia đình cũng rất là phấn khởi và Bùi Hồ muốn quay là trở lại chia sẻ hình ảnh đó cho cô bác quý anh chị biết được luôn, và cũng như là đồng thời thay mặt quý mạnh thường quân để trao những cái phần hiện kim để cho gia đình làm vốn bán vé số mưu sinh. Và cô bác quý anh chị tiếp tục cùng theo Bùi Hồ ha. Vậy thì ngày hôm nay Bùi Hồ cũng quay trở lại hoàn cảnh của gia đình 8 người, trong đó có 6 người cháu. Và thưa với cô bác quý anh chị, hai bạn, bốn bạn này là mẹ gả sang Trung Quốc đúng không cô? Dạ. Còn hai bạn này là mẹ thôi, cha thôi. Cha mẹ chia tay nhau nên là nữ là trớ trêu là 6 đứa trẻ này có mặt trong ngôi nhà của ông bà ngoại và hàng ngày phải đi xin cơm ở bệnh viện ăn. Bạn nào đi xin cơm đâu chú Hồ quên rồi. Con ha. Dạ. Con là năm nay bao nhiêu tuổi, tên gì nói lại cho chú nghe với. Năm lớn nè. Hôm nay con 14 tuổi. Con tên Lê Quang Kha. Bây giờ con còn đi xin cơm không Kha? Dạ bữa nay có gạo, con có xin nhường cho người ta xin. Nhường cho ta xin à? Là nghỉ xin lâu chưa? Dạ nghỉ xin lâu rồi. Lâu rồi. Dạ. Bữa nay có gạo rồi. Dạ. Nhà mình là ăn cơm với gì? Ăn cơm với ăn sáng mà ông ngoại bán số, ngoại mua gà về không cho mấy anh em con ăn. Ăn chưa? Dạ ăn rồi. Ăn rồi hả? Dạ. Ngày là ai nấu cơm, ai dò gạo? Ông ngoại. Ông ngoại hả? Ông ngoại ơi, cái cuộc sống của mình bây giờ sao rồi? Cuộc sống nghèo ọt quá con ơi, bán ngày nào thì lụm ngày nấy, có khi thiếu hoài vậy đó. Nhớ mỗi ngày là bán nhiêu tờ bà ngoại? Bán có 150 tờ rồi con ơi, không có đủ. 100? Dạ. 150 tờ mà là được có 150 rồi. Đó thì đủ tiền cá cho cháu, ngày nào thì đủ, ngày lụm ngày nấy. Chứ dạ. Con giờ con không mua đồ ăn cho cháu ăn rồi, nó lấy gì nó ăn cơm mà nó có sức giả mà nó đi bán. Dạ. Thành ra kêu nó đừng có ăn hàng, để tiền đó mua đồ ăn cho nó ăn. Là 150 tờ là bán là gờ mai à, bạn nào bán đâu? Dạ ta là bạn, bạn này là bạn Hùng đúng không? Hùng. Rồi bạn Kha là với bạn này là ba anh chị em bán. Rồi mỗi bạn là bao nhiêu tờ? Con thì 40, con 20. Con 20. Con 25. Con 25. Ôi trời Văn, rồi sao bạn này với bạn ba bạn này không đi bán? Nó đâu có biết tiền, ta lấy hết. Giật hết. Còn nhiêu thì để sáng lại cho ông ngoại bán. Ông ngoại là bán bao nhiêu tờ? Tôi bán có khi 150 là chia ra. Tôi bán có 70. 70 chia là hết thì thằng Kha nó tí. Vậy đó. Tôi cái giò đau quá lộn nổi. Dạ. Yeah. Nhà ông Kha không à con ơi. Quán cà phê chờ thằng Kha đi bán. Thằng Kha nó giỏi lắm. Kha nó bán. Ơi, con nói là con bán 40 tờ. Dạ. Yeah. Vậy thì đối với con này 40 tờ vé số bán nó khó, có khó lắm không? Dạ không. Con có thể kể lúc lần đầu tiên con đi bán thì như thế nào? Kể. Lúc đầu tiên con bán là con thấy là bán nó vui. Vui. Con mời người ta có mắc cỡ không? Dạ không. Dạ hả? Con biết tiền hết không? Dạ biết. Biết hết luôn ha. Dạ. Rồi bán ngày đầu tiên á thì lời được bao nhiêu tiền? Bán ngày đầu tiên bán có 100 mà con. Bán có 100 một. Là lời được nhiêu? 100 ngàn. Lời được có 100 ngàn ạ. Mình con đi bán thôi. Đi hết vậy đó. Mua bốn ông cháu đi hết. Bốn ông cháu vậy đó. Bốn ông cháu đi hết. Rồi đi bán bằng phương tiện gì? Đi bộ. Sáng thì con với ngoại đi xe. Sáng con với ngoại đi xe, bán ở chợ. Bán còn cầu đó. Rồi chiều là lội bộ bán. Dạ. Lội bộ thì có bao giờ bị mắc mưa không ta? Có mắc hoài luôn. Mắc mưa hoài luôn hả? Ngày nào cũng mắc mưa hết trơn con ơi. Mắc mưa hai đứa con bị mắc mưa hết mình hết trơn. Ngày nào cũng mắc mưa hết trơn, tội nghiệp sức rồi. Cái mưa quá lớn nó chạy vô nó tạnh. Cái nó xin cái bọc nó giấu số lại để ướt. Ướt thì sao người ta mua, không có mua. Cái chờ hết mưa cái lậu gì mình mẩy ướt hết trơn. Không biết thì bán 150 tờ vé số thì ở việc đi ra ngoài có ăn sáng gì không? Hay là sao? Không có ăn luôn chị chú. Không có đứa nào ăn.
không có đứa nào ăn. Không có bạn nào ăn sáng hết hả? Không, đợi về nhà ăn cơm. Đợi về nhà ăn cơm. Cô nấu cơm sớm lắm con. Ôi trời ơi. Ông ngoại đi bán về cái cô nấu cơm mà cái cô làm nào ăn cộc cộc cho nó ăn. À, vậy là hổng gà có bán bữa nào có bị ôm bị bức vô vốn không? Có ăn thăm vốn rồi con. Ăn thăm vốn con. Dạ. Hôm trước là con có gửi cho gia đình của mình là đi bán vé số. Con dạ. có gửi cho mà thay mặt Mạnh Thường Quân gửi cho mình 1 triệu. Dạ, dạ. Đúng là, con. Là hôm đó là mình bán luôn. Dạ, thì bán thêm đó, bán luôn đó. Thêm 50 tờ nữa, mỗi lần thì bán có 100 mà. Dạ. Cái con cho cái bán thêm mà còn dư lại 500 ngàn đó thì ăn từ hôm đó giờ cũng tiêu rồi con. Giữ cái vốn hoài vậy đó, sợ hụt hoài. Dạ. Con ơi, ăn mà mắc vốn, không có vốn gì bán con, người ta đâu có dạ. cho mình lãnh chịu đâu. Dạ. Thì phải gán kệ, bữa nào có thì ăn ngon đi, còn về cái đường bột ngọt này thì tiêu tỏi ha con, thì nó phải thiếu hơi gì đó. À. Thưa với cô bác với anh chị là ngôi nhà ở phần trước này nè cũng được một bạn cũng Mạnh Thường Quân của bạn đó hỗ trợ che phần trước máy ở đằng trước này nó gọn gàng hơn tí xíu nhưng vẫn còn đó cái sự thiếu trước hụt sau vì cái chén cơm manh áo của các bé nên là nữ là nó phải tốn chi phí rất là nhiều. Hồng ơi, chú muốn hỏi con là bà Kha đi, chú muốn hỏi con là giữa đi bán vé số và xin cơm từ thiện thì con thấy cái việc nào nó dễ dàng hơn đối với con? Việc là bán số. Vì sao? Bởi vì bán số nó có tiền để nuôi mấy anh em con. À, chú thấy là việc xin tơ cơm từ thiện con chỉ cần con lũi vô bệnh viện con xin là có ăn rồi, đâu cần bán gì cực khổ. Dạ, nhưng không bán không có tiền mua đồ ăn. À, không mua đồ ăn thì người ta nấu cho mình ăn rồi. Lỡ người ta xin cho người khác hết rồi thì con không xin được. Vậy hả? Dạ. À, con đến thời điểm bây giờ con còn ám ảnh cái việc là con hàng ngày con phải đi xin cơm cho các em và cho bà ngoại của mình không? Con còn lo lắng cái chuyện đó không? Dạ không hết rồi. Vậy hả? Dạ. Lúc trước thì sinh thì con thấy sao? Lúc trước thì sinh thì con thấy vui. Sao vui? Sinh mà vui. Tại vì lúc trước chưa có bán vé số thì sinh thì còn vui. Bây giờ thì bán vé số rồi con không vui nữa. Con thích bán vé số hơn. Con thích bán vé số. Mưa gió cực khổ quá, ở nhà nằm chơi game cho đã chứ bán gì. Hả? Rồi chị Tết. Sao rồi? Tại vì con thích bán vé số à. Bà ngoại thấy các cháu của mình phải đi bán với số vậy có lo lắng gì lắm không? Sao không con, trời mưa gió gậu lắm rồi. Nó đi cái sợ xe, không có đâu sợ một là sợ xe hai nó giật tiền nó giật hoài à nó xô té bể đầu bể cổ hoài à con. Cô sợ chứ lắm mà giờ hoàn cảnh mình gắng chịu chứ biết làm sao giờ. Giờ dắt chiều quá tôi đi lãnh về cho mấy cháu bán đi hết còn như 80-70 gì đó sáng cái chở Kha đi xuống chợ Phú Cường rồi bán vòng vòng rồi hết gì tới nhà tới 8 giờ. Thời gian tới thì mình dự định là mình có nếu như có vốn thì mình có bán thêm không? Có vốn thì bán thêm, bán đi gán bán đi tới mà tụ trường hai đứa nó đi học rồi còn có hai ông cháu bán rồi. Con Cẩm Đào này đi học mà đi học đi con ở về chiều nó cũng đi bán tiếp. À, Hồng ơi, con đi bán với số con thấy khó khăn không? Dạ không. Con thấy vui không? Dạ vui. Vui nhất là điều gì? Dạ được đi bán rồi được đi vòng vòng chơi nữa. Tiền. À, cái tiền. Có được kiếm tiền nữa. Có bao giờ mình gặp cái bánh ở ngoài đường người ta bán rồi hoặc là nước ngoài đường người ta uống mình thấy mình thèm quá không? Dạ không. Thì sao không? Còn ai dạy là không được đòi nhìn người ta ăn uống. Không được gì? Không được nhìn miệng người ta ăn. À, Hồng ơi. Sáng thì mình đã sáng thì mình đã ăn cơm rồi thì mình đi vô quán nước mình mời người ta nè đôi khi thì tuổi mình nhỏ thì mình gặp người ta uống một chai Sting hay là một cái ly trà đường vậy thì con có thấy con có cảm thấy mình thèm không không? Dạ không, ở nhà ngoại làm đầy đủ rồi mình về mình uống chứ mình không ra ngoài đường mua cho tốn tiền. Mà con có bao giờ con thấy thèm không? Dạ không. Thật không đó? Dạ thật. Thiệt hơn. Bà ngoại chỉ nhà sao? Làm ở nhà thì có trà đường không? Làm trà đường cho cháu. Có trà đường đó đó. À. Còn con sao? Con tên gì? Cẩm Đào. Cẩm Đào ơi, năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi, Cẩm Đào bán bao nhiêu tờ vé số? 25. 25 tờ vé số bán buổi tối hay là ban ngày? Ban ngày với buổi chiều. Ban ngày với buổi chiều. Thì con mời ta như thế nào? Chú ơi, mua chiếc con tờ vé số. À, người ta sẽ nói là mẹ con đâu sao nuôi con mà để con đi bán vé số. Người ta không có hỏi. Thì hả? Dạ. Có bao giờ người ta nạt con không? Dạ không. Rồi con mở vé số vậy rồi con biết thối tiền gì không? Biết.
con bán con người ta đưa con tờ 500.000 đồng, người ta mua con 7 tờ thì con sẽ nói là bao nhiêu tiền? 430. 430.000. Cái đó là ai dạy con hay là tự con biết? Tự con biết. Con bé số 22 dạy làm gì á? Con mới làm theo. Đến thế anh hai. Con biết dành tiền không? Biết. Đây là anh hai bố bạn này là của đó, mẹ có chồng ở Trung Quốc hết á. Ở nhà mẹ có điện về không? Dạ không. Không có điện về hả? Vậy con nãy nói nhiêu tuổi của chú? 9 tuổi. 9 tuổi rồi. 9 tuổi nhỏ xíu đi sao bằng như 7 tuổi mà đi ở ngoài rồi tờ giấy số rồi mưa ướt rồi sao? Nấp. Nấp hả? Rồi có điện thoại gì để liên lạc với ông ngoại không? Không. Không hả? Sợ tan cấp. Sợ tan cấp hả? Dạ. Mà con bán gì con thấy con vui không? Vui. Đi chung với hai vui. Đi chung con với hai đi chung chỗ. Còn bạn Hồng thì đi với ông ngoại. Không, con đi ăn ngoài. Tại đứa con chiều đi bán chung một lần, lát nữa sao sợ về. Có bao giờ con bị người ta nạt hoặc con khóc không? Không. Gì? Dạ không. Không hả? Dạ, con đi đưa dưới chọc quẹo con hả? Con đi đưa dưới nặng hiếp con có con. Thèm, con có thèm mà đi bán rồi con lội bộ á. Con đói bụng rồi con có thèm này thèm kia không? Dạ không. Dạ hả? Bạn bạn bên đây tên gì? Thầy Tuổi. Trời, Cẩm Tiên. Cẩm Tiên nó khờ lắm con. Cẩm Tiên. Nó chết đi sống lại á, nó khờ lắm con. Nó bị tâm thần. Nó bị tâm thần. À, trời ơi. Nhìn đẹp gái quá mà. Dạ. Bây giờ cái nó nằm trên bàn thờ đó. Tới lúc thì nó biết, tới lúc nó không biết. Sao bị nó đau hồi nhỏ, hồi lúc nó mới có 6 tháng á con, rồi nó mù mắt rồi cái tưởng nó đi rồi. Mà cứu được nó tới giờ gì là phước đức ba đời. Lúc mà ba nó còn sống thì làm cái bảo hiểm nhân thọ cho nó. Sau khi này ba nó chết rồi, nhà nước đóng ta giảm cái, đóng cái gì tới chừng nào được 18 tuổi á mới có được nhận tiền. Vậy là bạn bên đây là có giấy tâm thần luôn? Dạ, có giấy tâm thần rồi. À, chưa đến thời điểm nhận tiền đúng không? Dạ. Nhưng mà đẹp gái quá trời ơi. Nói gì nó hiểu hết trơn á, con nói gì nó biết hết trơn, nó giả đúng thưa mà, giả thưa không à. Trong nhà của mình nên nó là đẹp nhất. Nhưng mà bạn nào là khó thường hay khóc nhè nhất, nhớ ba nhớ mẹ? Không, không có đứa nào nhớ hết trơn. Ở với cô là không có đứa nào nhớ hết trơn. Ở với cô hiên thiệt, không có tiền ăn thì con mà cơm nước cô lo dữ lắm. Quần áo giặt rũ cô lo sạch sẽ với cô lo hoàn khách hết trơn. Giữa việc đi bán vé số và thời gian trước là xin cơm thì cô thấy bây giờ nó hạnh phúc hơn không? Thì từ ngày bán vé số giờ mà mình bán giấy số này có tiền có đồng ra đồng vô cho con ăn rồi, cái sinh đó mình để lại cho người khác đi, người ta khổ người ta bệnh viện á, có đau ốm rồi người ta sinh ăn, cũng như mình sinh là cái như hết 5 phần ăn rồi thì trong đó nhường lại cho người khác đi con đó. nhờ mà giúp đỡ có cơm có này kia cho mấy nhỏ. Dạ, kêu ổng mốt, kêu nói mới nói với thằng Kha ngày qua, nói Kha ơi mốt mốt đi, đặng mua một bao gạo ăn, mua hết gạo ăn nữa rồi con. Anh nói dạ, mà kiểu này mốt thì con ơi, có 100 mấy thì đủ. Con mua lần 10kg, 10kg thì mình ăn được mấy ngày? 10kg chứ nhai kìa được chừng 4-5 ngày. Thì một buổi vậy là 5 lon đó. 5 lon gạo? 5 lon gạo đó. À, không có đồ ăn là mình phải ăn cơm nhiều vô. Đúng rồi, đúng rồi. Một ngày là mình ăn 10 lon. Dạ. 10 lon là cũng... một ký là mấy, 1kg là 4 lon đúng không? Bự lon là 2kg, mà mình ăn cái lon của mình nó nặng hơn cái ký nữa. 4 lon này là cho nó trưa nó dặm hoặc là nó bán số gì nó đói nó ăn. À, 10 lon là 2,5kg. 2,5kg. Là 10 ngày là 10 ký gạo là ăn trong vòng là có 2-3 ngày à. 4 ngày. 4 ngày à. 4 ngày là hết luôn. 4 ngày là hết 10 ký gạo. Bây giờ con đông nó khổ gì ha. Thì mình nghĩ cũng như đó mình nuôi con mình vậy đó, 7-8 đứa cũng vậy. Tôi thì thời gian đó tôi bệnh rồi, tôi bị tai biến bây giờ quay con ơi con nói chứ gầu sức rồi, nói vậy chứ cô thấy trời mưa trời gió cô gầu sức bán gió chạy qua đụng lên bẻ hai cái đầu gối nhẹ chơi mới lạnh tét ống quần, trời ơi đó. Mà bữa đó không phải chở thằng Kha là chết rồi. Kha là té chết luôn. Nhờ không có chở thằng Kha. Kha chứ ta thấy gì thì cho được 200.000 gì uống thuốc 200.000 gì bệnh này bao ăn bó lại. Thấy cái cảnh mà trời mưa mà ba mẹ thì mẹ thì không có ở nhà, còn ba thì mất. Rồi thành thử là ông ngoại bà ngoại phải gồng gánh sáu đứa cháu thì, vậy. Thì con giờ không biết là cái miếng ăn miếng mặc thôi đã rất khó khăn, đừng nói đến cái chuyện đừng khác nói tới nữa. Mấy cái đó nữa con, bây giờ mình nghĩ cái nồi cơm mình đi. Dạ. Giờ cô không có nghĩ yêu cầu có no đủ cho con cháu được rồi.
kệ tới đâu rồi, nhà mưa dột bác con đi coi gãy hết trơn bây giờ ở ngoài này cả, ở sao kệ mẹ nó đi thì tôi có sống nghề câu thì bán số xong rồi về ông đi đào mò ổng nhân câu này mới đào ngày hôm qua đang chốt cái té ra có cá cho cháu ăn để mình có té ra đồng tiền mua gạo hay là mình đóng tiền nước tiền này kia con tiền điện rồi đó vậy đó khổ đủ thứ thấy con thấy gì chứ gầu lo lắm con. Chắc bây giờ ông ngoại bà ngoại cho vô trong coi cái bữa cơm của mình như thế nào nó ấm hơn không. Đây là cái bữa cơm của mình đó hả? Dạ, này là thịt gà. Thịt gà mua hồi sáng đó bán lời được 150 mua hết 120 còn 30. Dạ. 30. Này là cơm. Cơm. Dạ. Ủa mình nấu nồi này đủ không? Đủ nấu nồi này đầy tới đây thì ăn đủ. Dạ. Thì có dư lợi thì nó đói thì nó ăn. Mua 120 kho cho mấy cháu có bữa cơm. Này là ăn sáng chiều. Dạ ăn sáng chiều đó. Một buổi là 60.000. Dạ. Đây là cái gà kho với lại ngó sen. Ngó sen. Dạ. Cũng ngon ha. Dạ. Còn bên đây là gạo của mình để đây hả? Gạo. Dạ, thấy nhà cũng gọn gàng sạch sẽ quá nè. Nói thiệt với chú dọc hết trơn chú ơi. Mưa dạ. Đây. Gạo đó. Con nè. Dạ, con đó thì là mua đổ thêm tên vậy đó. Mình cứ trồng thêm gạo vô. Trồng thêm gạo thôi. Dạ. Ở đây cũng còn được hơn chục ký à. Dạ hơn chục ký đó. Dạ, các bé là ăn cơm nó ngồi ở đâu? Ngồi trước này. Dạ, còn ngồi. Ở đây? Ngồi ở đây không dám ngồi. Dạ. Ở đây sợ sập. Dạ. Đây đem đây chỗ này bây giờ. Đây là nhà sàn là ngôi nhà mà chống lũ á cô bác của anh chị. Chống này là ngôi nhà sàn là một trong những cái ngôi nhà rất là đặc trưng ở miền Tây và đặc biệt là hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Trước đây vào những khi mà lũ về á thì đây là một ngôi nhà mà dùng để chống lũ. Chú lên đó chú ngồi đi chú. Bây giờ phải mà nói ý trong lòng á, nói nếu bán cũng coi số nào thì một vé chừa lại. Biết sao chừa lại không? Chừa lại có trúng không? Chừa lại rồi còn lỗ 10.000 nữa. Lỗ 10.000 nếu có trúng thì lọt cái máy đó này kia nọ quá thế với bếp này kia nọ ăn cơm nấu cơm lần lần chờ. Nhưng mà khoảng 10 năm nữa là ông ngoại bà ngoại là khỏe rồi mấy bạn này là càng ngày càng lớn lên rồi. Biết tôi còn sống hay chết đi. Con không biết được sống được 10 năm nữa. Hôm nay sáu mấy tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà mình cứ lạc quan chứ biết sao giờ. Sống ngày nào thì mình cầu sinh ngày nấy đi. Dạ. Mình lạc quan để mà còn nuôi cho các bé nữa. Dạ. Rồi ngày hôm nay là mình bán hết số chưa? Hết luôn rồi hả? Dạ. Ôi sướng vậy. Chiều lấy thì giống như 3 giờ lấy cái chiều nó bán đâu còn 80 ké thì sáng không cho hai cháu với Kha chạy dưới bán cái rồi về cái 7 giờ. Bây giờ nếu như mà cho con thêm số con bán được không? Được. Là hiện nay là bán 25 tờ đúng không? Dạ. Là cho đi thêm bao nhiêu số nữa bán được? Nhiều cũng được. Vậy còn con? Dạ con hết là 450. Vậy? 450 tờ số. 450 là mình con bán hết luôn hả? Con cần 450 rồi con bốn ông cháu bán. Còn con bây giờ đang bán 25 tờ đúng không? Bán nhiêu tờ nữa được? 40. Là thêm 15 tờ nữa là 40 tờ là được. Vậy là sáng giờ nó bán 40 mấy tờ đó. Dạ, ông ngoại mà ôm khoảng 70 tờ bán cũng được. Được. Rồi bạn này cũng khoảng 50 tờ được. Được. Bạn này 50 tờ được nè. Bạn này bạn Kha là vậy là bạn Kha là 100 nè. Bạn này 50 nè. Bạn này 50 nè, 200 nè. Ông ngoại 100 nữa là 300, là ngày 300 tờ là được luôn á. Nếu mà mình mỗi lần mình bán có 150 là 7-8 giờ rồi phải không? Dạ. Nếu bán 300 thì cả 2 giờ rồi. Cũng hết. Mà 300 ngàn là bây giờ sống khỏe nha ông ngoại bà ngoại. Ngoại khỏe luôn. 300 ngàn là có dư nữa. Thì mình gói gắm nè, mình ăn 100 đi. Mình ăn 150 đi. Dạ. Bữa nào mà ông ngoại mà đi kiếm cá được thì mình khỏi tốn tiền cá là dư. Nhưng mà con mình sẽ tích lũy từ từ, cái số vốn này tích lũy làm từ từ. Sau một lần xích vô đây đi chú, sau một lần trở về đây á thì có thấy nó hơn mà. Sau một lần trở về đây thì cô bác anh chị lại thấy một cái niềm vui hiện rõ trên gương mặt của ông ngoại bà ngoại, không còn là nỗi buồn dàn dụa nước mắt khi mà hàng ngày là bé Kha nè phải đi đi xin từng bữa ăn ở ngay tại bệnh viện gần đây.
Ngày hôm nay thì các bà cháu có thể tự kiếm được đồng tiền trên cái đôi chân và cái bàn tay của mình. Cũng mong rằng là hữu duyên thì mọi người á, cô bác quý chị khi mà ở gần gần cái khu vực địa phương này đó, mà có ở đây thì mua ủng hộ cho ông ngoại của các bé, cũng như là các bé vài tờ vé số, giúp các bé có một cái động lực vươn lên trong cuộc sống để sau này có tiền dư ra để mà ăn học, để mà có thể đổi đời. Và đặc biệt là Bùi Hồ rất là thương là ông ngoại bà ngoại dẫn cho các bé đi học hết đúng không? Nhưng mà đến khi mà đến đi học thì cũng phải bán giảm lại, bán buổi tối thôi. Hoặc là đi học xong buổi sáng buổi trưa về bán thôi, chứ đâu có còn cách nào khác hơn. Thì cho học ở bán buổi chiều nó về, cái bắt đầu bán 7 giờ đến về cái học bài. Dạ. Sáng có đi học rồi cái buổi trưa cho nó nghỉ rồi chiều nó đi học nữa. Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Còn bạn bên đây? Con học 4, con nghỉ lâu rồi. Nghỉ rồi, bạn này là coi như là trụ cột trong gia đình luôn nè. Còn bạn này? Lớp 2. Vậy là tới hè là tới vô học thì các bạn kia đi học là con phải bán vé số rồi. Được các em của mình đi học á, mình đi bán vé số thì mình thấy mình cảm thấy mình thiệt thòi không? Không. Vì sao? Đi cho em đi học để con với ngoại đi bán. Vậy hả? Dạ. Mình không cảm thấy thiệt thòi hả? Không. Mình cảm thấy mình buồn không? Không luôn. Mình muốn được đi học không? Nó có muốn học. Sao vậy? Ai học ở nhà coi mấy đứa Nói chuyện dễ thương ghê không cô bác của anh chị. Ai đi học thì sẽ là người ở nhà coi coi các em út nữa, nên một mình nhỏ tuổi vậy mà biết lo lắng cho gia đình ghê á. Ông ngoại thì năm nay 60 mấy rồi? 66. Còn bà ngoại? 64 cũng gần 70, thì cái tuổi nó càng ngày sức khỏe nó càng yếu. Bây giờ các bạn tự giới thiệu về mình tí xíu nữa đi. Rồi con năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, tên gì? 13. Giới thiệu đầy đủ con tên gì? Con tên Hùng, năm nay con 13, con học lớp 2. Ba mẹ con đâu? Dạ ba mẹ con ly hôn, bỏ hai anh em con rồi. Rồi con? Con tên là Lê Văn Kha, hôm nay con 14 tuổi. Ừ. Rồi mà ba con mất mẹ con đi bỏ tụi con. Ừ. Con 9 tuổi rồi, hôm nay con là học thứ 2. Con tên gì nữa? Cẩm Đào. Rồi ba mẹ con đâu? Ba mẹ con má mất rồi. Mẹ đi rồi, Phú Quốc rồi. Còn giới thiệu cho em của con luôn đi. Em coi đây Cẩm Tiền. Ừ. Ba em mất. Mấy ba... tuổi? 7 tuổi. 6 tuổi. Ba đâu? Ba mất rồi, mẹ Phú Quốc. Ba mất mẹ Phú Quốc. Mẹ ở Trung Quốc. Còn bạn ở đây. Đâu nói con. Mấy tuổi? Con 5 tuổi. Ba đâu? Ba con mất rồi. Mẹ? Còn mẹ con đi Trung Quốc rồi. Đi Trung Quốc rồi. Không hiểu, đi Trung Quốc. Còn bạn bên đây? Nói giới thiệu con tên là Gem. Con tên là Gem. Con 3 tuổi. Con 3 tuổi. Ba con á, đi giúp bà nội rồi. Con với ba con bỏ rồi. Sao chẳng nói mẹ con đi Trung Quốc có con khác rồi. Có chồng khác rồi. Giới thiệu về bản thân tí xíu thì các bạn ở đây á thì rất là ngoan và hiền, giới thiệu rất là rõ về tuổi của mình cũng như là tên của mình. Nhưng mà đặc điểm chung á là ba mất rồi mẹ bỏ đi Trung Quốc, mà nói là đi Phú Quốc. Rồi bạn bên đây là ba mẹ thì chia tay nhau đúng không? Dạ. Chứ ba mẹ thì chia tay nhau không có ở, bây giờ thì các bạn chung là ở chung với ông bà ngoại hết à. Hàng ngày thì các con được ông bà ngoại thương yêu nhiều không? Nhiều ha. Ông bà ngoại có cho ăn ngon không? Có. Vậy hả? Sống với ông bà ngoại có vui không? Vui. Thì chúng ta đang cảm thấy được cái tình yêu thương của ông bà ngoại dành cho các bé như thế nào rồi đúng không? Rất rất là thương. Và thưa với cô bác quý anh chị, cũng vì cái công việc bận bèo á, cũng có kênh của Út Đồng Tháp cũng có hỗ trợ cho gia đình, cũng thêm một số tiền để mà mua gạo rồi trang trải cuộc sống trong gia đình. Nên ngày hôm nay thì sau khi từ Trà Vinh trở về thì Bùi Hồ quay trở lại đây thăm hoàn cảnh gia đình của mình. Và cũng rất mong cô chú anh chị là thông cảm, tại vì còn rất là nhiều hoàn cảnh Bùi Hồ phải đi hỏi thăm ở nhiều nơi. Nên đến đây cũng gần một tháng rồi cô còn mới quay trở lại đúng không? Hơn tháng cô mới quay trở lại. Thì sau khi hơn tháng quay trở lại thì Bùi Hồ nhận được sự hỗ trợ mạnh thường quân cho các bạn ở đây, cũng như là cho cô chú giúp cô chú cái cây cần câu để mà cho các bé có thể kiếm được vươn lên trong cuộc sống. Thứ nhất là anh La ở Mỹ ủng hộ 1 triệu đồng. Thứ hai là chú Hà Văn Đoàn ở Mỹ ủng hộ 100 USD gửi qua Gmail. Thì 100 USD thì Bùi Hồ đổi lại là được 2.550.000 đồng. Thứ ba là chị Liên và người bạn tên là Beth ở tiểu bang Iowa
ở Mỹ ủng hộ 4 triệu đồng. Tổng cộng cái số tiền Bùi Hồ nhận được đến thời điểm cho gia đình của 8 bà cháu là với số tiền là 7.550.000 đồng, là 5 triệu là từ 1 triệu là từ anh La ở Mỹ 1 triệu đồng. Rồi chị Liên và người bạn tên Beth ở tiểu bang Iowa ở Mỹ là 4 triệu đồng, là 5 triệu. Chú Hà Văn Đoàn là gửi 100 USD, chú Hà Văn Đoàn ở Mỹ luôn gửi 100 USD, là 2.550.000 đồng nữa, thì tổng cộng là 7.550.000 đồng cho gia đình của bé để có thể mua vé số nhiều hơn để mà buôn bán. Mừng hả? Vâng hả? Đây gửi cho ai, gửi cho bạn nào hay gửi ông ngoại bà ngoại cho Kha, gửi cho con giữ ha. Mai mốt á, cái mình mua cái con heo á, cái mình bỏ vô ngày khoảng 20.000 hoặc là 50.000 á, mình bán với số nhiều. À nè, 1 2 3 4 5 6 7 triệu gửi 50, 7 triệu gửi 50. Rồi cầm đi cho chú quay con. Cảm ơn, bắt đầu con cảm ơn chú chị. Cô cảm ơn chú. Đã giúp bạn Kha nói, bạn Kha nói trước đi. Con cảm ơn cô chú đã giúp đỡ cho tụi con có tiền để mua lại chiếc số hiên bán. Ừ. Rồi có lời chúc gì không? Con chúc cô chú có nhiều sức khỏe mà ăn phát tài, phát lộc. Ừ. Con hứa là sao? Con hứa sẽ lấy số nhiều bán hơn. À, để cho gia đình của con có bữa ăn như thế nào? Để cho gia đình con có bữa ăn ngon. Ừ. Còn con? Không. Chúc ông bà cô chú mạnh khỏe. Ừ. Rồi bây giờ ông ngoại bà ngoại nói quá ha. Dạ. Ông ngoại bà ngoại có biết tên nào? Chúc cho cô chú bình an vô sự, có đồng tiền giúp cho ông cháu bà cháu để sống, bán giấy số nuôi thường ngày 10 phần cũng đỡ được 8 phần, còn 2 phần nữa thì nó hơi nhẹ chút. Cảm ơn lắm. Nó thiệt còn. Dạ. À cô. Cô cũng nghe. Dạ con cầm cho. Cô cũng nghe cảm ơn mấy cô mấy chú bên nước ngoài có giúp cho cô được số tiền để nuôi con cháu, có tiền đi lấy số cho con cháu nó vượt lên, nó bán đừng có đồng tiền cho nó sống, cho nó vượt lên cho khỏi cái sự đau khổ nữa. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại đây, một phần vì Bùi Hồ nhận thấy là gia đình cũng có sự hỗ trợ đó, không nhiều nhưng mà đây là một phần hỗ trợ rất quý từ cô chú đã ủng hộ cho những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung và gia đình của ông ngoại bà ngoại của sáu bé nói riêng. Một lần nữa thì Bùi Hồ thì xin chân thành cảm ơn anh La ở Mỹ, rồi cảm ơn chú Hà Văn Đòn ở Mỹ, rồi cảm ơn chị Liên và người bạn tên Beth ở tiểu bang Iowa của Mỹ đã đồng hành với Bùi Hồ trong đoạn clip ngày hôm nay. Xin chân thành rất là nhiều xin chúc sức khỏe cho tất cả các cô chú cũng như là quý mạnh thường quân sức khỏe an lạc, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.